Đây là trận đấu giữa một tân binh của giải hạng nhất quốc gia cùng với đội bóng đang dẫn đầu V-League năm 2019 vào thời điểm này. Đây là đường xuất phát của huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh lựa chọn cho câu lạc bộ Hiến đội chủ nhà ở trong trận đấu này. Chỉ có một cái tên duy nhất sinh năm 1991, đó là Nguyễn Xuân Nam, còn lại đều là các cầu thủ sinh từ năm 1997 trở về sau. Đó là một hình có độ tuổi trung bình rất trẻ. Độ tuổi trung bình của câu lạc bộ Phố Hiến năm nay chỉ là 20,3. Còn đây là đỉnh xuất phát của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với những cái tên quen thuộc đang chinh chiến tại V-League. Họ là đội bóng duy nhất đang có được 9 điểm trọn vẹn sau 3 trận đấu đầu tiên của V-League năm nay. Đây sẽ là một bước khởi động cho giải đấu quan trọng thứ hai trong bóng đá quốc nội đối với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đội bóng cũng đặt ra cho mình nhiều tham vọng trong mùa giải này. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã được bắt đầu. Trong hiệp 1 của trận này thì cầu thủ chủ nhà Phố Hiến ra sân trong bộ trang phục màu đỏ, sẽ chấn giữ khung thành phía bên trái màn hình của quý vị và các bạn. Bình Phước và sổ số Kiến Thiết Cần Thơ hòa nhau hai đều trong thời gian thi đấu chính thức, và cuối cùng thì thắng lợi thuộc về nhà Bình Phước sau loạt đá phạt 1m. Long An và Dương Nam Hà Nội cũng là một trận đấu đã phải giải quyết thắng thua bằng loạt sút phạt luân lưu với thắng lợi thuộc về câu lạc bộ Dương Nam Hà Nam Định. Ngày qua thì đội bóng Quảng Nam đã vượt qua Phù Đồng với tỷ số 1-0. Không có gì là nguy hiểm. Sút bóng rất nguy hiểm và là thắng từ mở tỷ số đã tới với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đến từ một cái tên rất quen thuộc. Đó là Ngô Hoàng Thịnh. Thường xuyên tỏa sáng bằng những tình huống sút xa như vậy. Một tình huống dứt điểm không có đà lấy quá xa nhưng được đi là rất tốt. Tỷ số là 1-0 dành cho đội khách ngay ở phút thi đấu thứ 3. Ngô Hoàng Thịnh đang khởi đầu năm 2019 ở các giải đấu quốc nội với một phong độ tốt. Anh cũng đã ghi bàn ở trận đấu gặp câu lạc bộ Hoàng Gia Lai tại V-League 2019, và bây giờ là bàn thắng đầu tiên của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong khuôn khổ Cúp Quốc gia Bamboo Airways năm 2019. Hãy cùng xem lại cú đá này. Cú đá nối cận chân nhưng lực đi là rất tốt. Bóng đi vào góc khó và đánh bại thủ môn Thái Hiếu. Tỷ số là 1-0. Đẳng cấp của một ngôi sao. Quả bóng khá hay. Đây sẽ là một cơ hội thực sự dành cho đội bóng đỏ. Đường chuyền vừa được thực hiện bởi Trần Minh Hiếu. 1-1. Đường chuyền. Cầu thủ của Việt Nam Đá sẽ có một quả đá ngon từ 1m. Người đã khởi đầu cho pha tấn công vừa rồi là Minh Hiếu, và cũng chính anh là người đã thoát xuống khiến cho hậu vệ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh phải phạm lỗi. Quyết định rất dứt khoát của trọng tài Đỗ Văn Hiếu khi chỉ tay vào chấm phạt 1m. Hãy cùng xem lại tình huống này. Trọng tài cho rằng là Ngô Hoàng Thịnh đã có một tình huống kéo áo khá kín đối với Minh Hiếu. Xuân Nam và thủ môn Thanh Thắng. Cơ hội dành cho Phố Hiến. Và đó là bàn thắng sau tỷ số 1-0. Các cầu thủ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng trong tình huống vừa rồi Xuân Nam đã mắc lỗi khi thực hiện quả đá phạt 10m, nhưng quyết định đã được đưa ra, bàn thắng được công nhận. Tỷ số là 1-0. 10 phút thi đấu trôi qua trên sân vận động VFF đã có 2 bàn thắng được ghi. Đây là một tình huống mà Xuân Nam đã đánh lừa được thủ môn Thanh Thắng. Nước lấy đà vẫn đang được thực hiện một cách liên tiếp, và trọng tài Đỗ Văn Hiếu có lý do để thực hiện bàn thắng ở V-League năm 2019. Người vừa phạm lỗi là Minh Hiếu. Trần Hiếu là người đã thoát xuống và khiến cho Ngọc Thịnh được thì thủ môn Thái Hiếu có vẻ như là đang hơi bất lợi trong những tranh chấp ở đường xa. Cú sút của Ngọc Thịnh đánh đầu, và đó là bàn thắng thứ hai dành cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Cả 3 bàn thắng trên sân vận động VFF vào lúc này đều có dấu giày của Ngọc Thịnh. Lần này là quả đá phạt, cũng là một cú đá ở tầm xa. Thủ môn Thái Hiếu không thể làm chủ được tình hình, và bàn thắng đã tới với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh để một lần nữa họ tái lập vị thế dẫn trước. Chúng ta sẽ cùng xem lại cú đá của Ngô Hoàng Thịnh. Rất đơn giản dành cho Phạm Văn Thành để anh có được bàn thắng giúp cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vươn lên dẫn 2-1.
thủ môn của câu lạc bộ Phố Hiến tỏ ra rất lúng túng khi phải đối mặt với những cú sút xa của Ngô Hồng Thịnh. Hoàng Nam, cơ hội dành cho các cầu thủ khách. Phạm Văn Thành đá rất kỹ thuật nhưng không thể đánh bại được thủ môn Thái Hiếu. Mỗi một đợt lên bóng của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, cho dù ở những trận chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống dứt điểm của Phạm Văn Thành. Bóng đã được phá ra khỏi khu 16-50. Đây là pha phạm lỗi của Hoàng Thịnh với cầu thủ mà chính anh đã phạm lỗi để dẫn tới quả đá phạt 10m trong hiệp 1, đó là Minh Hiếu. Những người bóng đã giành quyền rất nguy hiểm, không vào. Hàng phòng ngự của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã có phần chủ quan. Người đã băng xuống và dứt điểm bốn chạm là Đình Nhân. Quả đá phạt được xuất phát từ cái chân của đội trưởng Ngọc Bảo. Suýt chút nữa thì các cầu thủ Phố Hiến đã có bàn thắng sang tỷ số. Bóng vượt qua tầm khống chế của trung vệ Ngọc Thịnh bên phía đội khách và tạo ra cơ hội cho Đình Nhân. Chúng ta vừa được xem lại tình huống mà Đình Nhân không thể chiến thắng được thủ môn Thanh Thắng. Thực hiện quả đá phạt là đội trưởng Vũ Anh Tuấn. Rồi, bóng chạm chân của Quang Nam là người cuối cùng, từ từ đi về phía khung thành của thủ môn Thái Hiếu. Lực đi là không đủ mạnh để mang về cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh bàn thắng thứ ba. Rất đáng tiếc. Những cầu thủ trẻ của huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh đã gặp khá bất ngờ của câu lạc bộ Phố Hiến, cơ hội duy nhất cho tới thời điểm này. Cái anh chân cháy, đây là cơ hội, cơ bao. Đó là sự chủ quan, sự chủ quan của hàng phòng ngự câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu không có thủ môn Thanh Thắng thì trong cái bài này câu lạc bộ Phú Yên đã có thể ghi được hai bàn thắng vào lưới của đội khách rồi. Ta sẽ cùng xem lại cú đá một chạm. Người chuyển bóng là Đình Nhân và người đã dứt điểm là Xuân Nam. Huỳnh Văn Thành tạt bóng vượt quá tầm khống chế của thủ môn Thái Hiếu. Nhiều thứ phải cải thiện. Quang Nam, những giây cuối cùng. Trần Văn Trung, thì bóng lâu như vậy là vội trôi qua rồi. Đây là trọng tài chính Đỗ Văn Hiếu đã nổi còi kết thúc trận đấu trong khuôn khổ vòng loại CUP quốc gia 2019, trận đấu giữa đội chủ nhà Phú Yên và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả
cuối cùng của trận này 2-1 là tỷ số nghiêng về phía đội khách. Câu lạc bộ đang dẫn đầu xếp hạng của VĐV1 vào thời điểm hiện tại. Một trận đấu khá chênh lệch khi mà cầu thủ của câu lạc bộ Phố Hiến, một đội bóng Tân Bình giải nhất năm nay, sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm. Ngô Hoàng Thịnh là người đã góp mặt trong cả 3 bàn thắng của trận đấu ngày hôm nay, ghi bàn thắng mở tỷ số, kiến tạo cho Phạm Văn Thành ghi bàn thắng thứ hai.